Thưa quý vị, dưỡng sinh là một trong những phương pháp tập luyện của y học cổ truyền đã có hàng trăm năm. Việc này có thể là giúp mọi người tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh tật. Đối với những người cao tuổi thì sức khỏe cũng sẽ giảm đi theo thời gian. Do đó, việc tập dưỡng sinh lại càng cần thiết và quan trọng hơn nữa. Điều này không chỉ giúp họ cải thiện sức khỏe mà còn đem lại một sự lạc quan, thoải mái về tinh thần cho những người cao tuổi. Sáng nào, tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, cũng có một nhóm người cao tuổi tập luyện dưỡng sinh. Họ là những thành viên của câu lạc bộ dưỡng sinh Tao Đàn, được thành lập 10 năm nay. Có người đến, người đi, nhưng câu lạc bộ vẫn duy trì vì mục đích mang lại sức khỏe cho người cao tuổi. Dưỡng sinh được xây dựng trên nền tảng tinh khí thần, những động tác uyển chuyển linh hoạt, phối hợp nhẹ nhàng giữa tay và chân, ánh mắt và nhịp thở giúp cho khí huyết người tập được lưu thông. Bà Huỳnh Thị Tâm năm nay đã 70 tuổi. So với tuổi thất thập, bà Tâm vẫn dẻo dai, khỏe mạnh. Vì thế ngay cả những động tác được coi là khó của dưỡng sinh, bà di chuyển vẫn mềm mại, uyển chuyển. Thưa bà, là bà đã tập luyện ở đây được bao lâu và sau một thời gian tập luyện như vậy thì sức khỏe của bà cải thiện như thế nào ạ? Trước khi tập đó là tôi đã tập ở phường Cầu Kho của tôi, cũng có một nhóm dưỡng sinh đó, là tập cũng một năm ở đó. Sau này tôi mới về đây là tập chung với các bạn. Thêm nữa là sáng 5 giờ đến 6 giờ tôi đã tập ở trên chỗ phường tôi rồi. Đó rồi 8 giờ tôi trở lại thì tôi tập đợt thứ hai nữa. Đó là tập ở đây cũng được một năm mấy. Hồi trước tôi chưa có tập đó, thì tôi hay bị rối loạn tiền đình. Tôi cứ vô ra bệnh viện Nguyễn Trãi hoài với cái chân phía chân bên trái nè. Đi lâu lâu đi xuống cầu thang nó sụn. Từ khi mà mình tập đó, tôi tập đó, tự nhiên tôi thấy sao nó khỏe hẳn lên, nhức đầu cũng hết. Mà cái chân giờ đi đi bình thường, đi khỏe nữa đó. Nhưng mà bữa nào mà làm biếng không tập hay bận chuyện gì đó, không tập chừng 1-2 ngày cái bắt đầu nó muốn sụn trở lại. Thì ra tôi thấy tập cái này rất là có ích. Tập dưỡng sinh cũng chính là luyện thở. Kỹ thuật thở đúng, mở thanh quản ở thời giữ hơi, sau khi hít vào gắng sức, giúp lưu thông máu, tăng cường oxy đến các tế bào. Thế nên đối với những người cao tuổi có tình trạng thiếu oxy vì chức năng hô hấp giảm, tổ chức phổi kém đàn hồi thì tập dưỡng sinh mang lại hiệu quả rõ rệt. Dù những động tác của dưỡng sinh rất nhẹ nhàng, nhưng người tập vẫn đổ mồ hôi, lưu thông khí huyết. Đó chính là điều đặc biệt của tập dưỡng sinh. Có nhiều phương pháp, nhiều bài tập dưỡng sinh, nhưng hiệu quả chung là rất tốt cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh huyết áp, đau khớp, tim mạch. Trong tập dưỡng sinh thì nó có những cái bài tập nào cô có thể chia sẻ rõ hơn? Thì bài thứ nhất là bài về những bài thể dục nhẹ cho mấy người lớn tuổi và những bài thái cực quyền. Nó đi nhẹ nhàng, nó luyện gân cốt dẻo dai. Tại vì những người già đó thường thường họ bị tay chân hay bị cứng khớp. Thì những bài quyền thái cực có dụng cụ thì nó làm cho người ta dẻo dai những cái cơ khớp. Và nó luyện trí nhớ cho người ta nhiều hơn chút xíu nữa. Tập dưỡng sinh cùng nhau còn giúp người cao tuổi trao đổi kinh nghiệm, được giao tiếp, hạn chế nỗi cô đơn, tinh thần, vì thế cũng trở nên phấn chấn và lạc quan. Tập luyện dưỡng sinh là tạo cho người tập không khí thoải mái, không căng thẳng và tập với mức độ phù hợp. Kiên trì tập luyện từ thấp đến cao, thường xuyên, đều đặn hàng ngày thì mới đem lại hiệu quả cho sức khỏe. Thưa quý vị, như Hải Thượng Lãn Ông đã từng nói, tập cho khí huyết lưu thông, chân tay điêu luyện trong lòng thảnh thơi. Điều này cho thấy rằng việc tập thể dục rất quan trọng đối với mọi người. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành khoảng 30 phút để tập luyện thì những người cao tuổi có thể cải thiện sức khỏe một cách đáng kể. Và những bài tập này nên có sự hướng dẫn thì sẽ đạt được kết quả cao hơn. Ngoài ra thì những người cao tuổi cũng cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Hy vọng chương trình vừa rồi cũng đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về tác dụng của việc tập dưỡng sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.